Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay tiếp tục giới thiệu bác một mẫu dòng xe Touring đến từ thương hiệu Gian. Và lần này em về chiếc Gian dòng model Gian FCR3300. Và đặc biệt là chiếc Gian mẫu FCR3300 này là cái mẫu dòng Gian quốc tế và được sử dụng với group Shimano Sora. Với cái tông màu đầu tiên được cửa hàng bên em, với cái tông màu lâu cà phê rất là hiếm luôn nhá. Đầu tiên được cửa hàng bên em cái mẫu Gian FCR3300 sử dụng với group Shimano Sora, mẫu Gian quốc tế, màu lô cà phê rất đẹp. Và xe có chiều cao cho bác cao từ 1m65 đổ lên. Rất nhiều bác chiều cao mà hỏi em vừa rồi những mẫu size cao thì bác em về một chiếc size cao đây, dòng màu Touring tay ngang rất đẹp. Và bây giờ xin mời mình nói tổng gọi đến chiếc xe. Và trên khung mình mắc đây là cái mẫu Gian dòng Touring với cái tông màu chủ đạo là tông màu lô cà phê rất là đẹp. Các bác nhìn trong ánh sáng xe đây, xe màu rất là đẹp các nhá, rất là hiếm về bên nhân những cái dòng xe Touring mà có tông màu đẹp như cái tông màu cà phê. Mà cái mẫu mua đồ dòng Gian FCR 3300 bên nhân về rất là nhiều rồi, nhưng mà đặc biệt cái mẫu Gian FCR Gian Compact 3300 lần này khác biệt với cái mẫu Gian trước đây như thế nào thì bây giờ em sẽ vào chi tiết của xe. Xe là mẫu Gian quốc tế nhé, được sử dụng với khung trên hình lục lăng, khác biệt so với mẫu Gian FCR đó, so với hình tròn. Mẫu phiên bản quốc tế là lục lăng nhé, làm từ hợp kim nhôm đây, mà nhôm cao cấp Superline. Superline dòng nhôm siêu nhẹ này, chuyên được sử dụng cho những cái dòng xe Gian model cao cấp của Gian. Các bác nhìn rõ nhé, Superline nhé, khung nhôm siêu nhẹ nhé. Nó khác so với những mẫu Gian FCR 3300 thông thường khác. Superline. Các bác để ý những video trước đây em giới thiệu qua những mẫu xe địa hình, xe đua hoặc là những dòng xe Touring dòng của thương hiệu Gian được sử dụng Superline là những cái hộp kim nhôm siêu nhẹ này, chuyên dành cho những model xe cao cấp. Mẫu Gian quốc tế khung lăng trên được sử dụng với khung thiết kế theo lục lăng hình bát giác, bên dưới thì vẫn thiết kế theo bản cũ của Gian với cái tông màu chủ đạo tông màu cà phê rất là đẹp. Mẫu FCR 3300 Compact Cross. Đây là trang web chính hãng của xe Gian, gianpacifico.com. Màu rất là độc lạ luôn nhé. Đầu tiên về cửa hàng bên em cái mẫu Gian FCR 33 mà được cái tông màu cà phê. Xe có độ mới cũng rất là cao, tuy có sử dụng rồi nhưng mà xe cũng rất là đẹp. Đây là lớp sơn zin của xe, zin nguyên theo xe nhé. Compact road sử dụng với cấu hình của dòng xe đua Touring, Touring nhưng mà được thiết kế theo có sử dụng group xe đua của Quốc Kỳ Đông chính hãng của Gian. Quốc Kỳ Đông nguyên bản theo xe, xe trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano, 9 tầng lip tay bấm xả và tay bấm được thiết kế theo cái ghi đông xe phòng phía đằng trước. Các bác có thể tí tay vào đây, đây là cả một cái tay lắm ghi đông mà được thiết kế bằng mút rất là êm. Đây là nguyên zin theo xe này, đằng trước sử dụng với cục phanh V chính hãng của Techo, bên phải em sử dụng với bên tầng đĩa của Shimano và bên đây đằng sau là sử dụng với cục phanh Techo phanh V dòng mẫu Touring, rất tiện lợi các bác. May chính hãng của Gian, may nhôm, may Gian nguyên nhôm nguyên bản theo xe, vành nhôm hai lớp nguyên bản theo xe và sử dụng lốp cao cấp, lốp này lốp cao cấp của Continental, lốp trọng nhá, lốp vỏ lốp Continental này, lốp cao cấp này. Kích thước lốp là 700 x 23 c. Đằng trước có logo nổi chính hãng của CMC nhôm của chính hãng Gian,
thường thấy trong những cái dòng xe gian tế. Các nhìn cái tông màu logo phê rất đẹp, rất là hiếm bên em về những cái màu sắc đặc biệt như vậy. Học Yên chính hãng của gian với bản theo xe, Yên Jin với bản theo xe, Yên cũng chính hãng của gian, đây biểu tượng của gian đấy. Sử dụng với gạt đĩa Shimano Sora, trang bị với hai tầng đĩa, củ đề sau là củ đề Shimano Sora, rút và đúc xe đua nhé, củ đề Sora, trang bị với 9 tầng lip, may ơ trước sau là may ơ nhôm, vành nhôm hai lớp, sử dụng lốp sau trước là lốp chọc chính hãng của Continental, lốp hãng đó nhé, cũng còn rất là mới. Khá là hiếm khi em về những mẫu dòng xe Tô Đinh mà chất lượng mà giá thành rất là tốt. Mẫu gian FCT 3003. Và bây giờ xin mời chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 49. Chiều ngang khung là size 53. Khi nào các bác là 1m63 đến trên 1m7 như vừa. Trên 1m63 đến trên 1m7 đó nhé. Sẽ trang bị với rút Sora 9 tầng lip, lên lip thôi. Xuống lip. Bên phải em sử dụng với 2 tầng đĩa, gạt đĩa Sora xuống đĩa, lên đĩa. Rất thân thu và mượt mà, bon. Đây là phía bên kia cũng nhá, phía bên kia này, phía bên này là chân chống giữa, chân chống giữa của nhôm zin nguyên theo xe cũng nhé, chân chống nhôm của chính hãng ra. Vâng, em vừa đánh giá tổng thể xong chiếc gian Touring mẫu FCR 3300, mẫu gian quốc tế được sử dụng với khung nhôm Superline và kim nhôm siêu nhận dành cho những cái model cao cấp của gian quốc tế. Và xe có tông màu lô cà phê, sử dụng với rúp Sora. Và xe tốt bên em là 6.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Đó là con tâm hệ con Zalo 0975 709 943, hoặc là lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh. Một hẹn gặp lại ngày mai.